Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình trong vùng đất thánh á. Hôm nay không biết có phải là ngày cuối cùng hay không nữa. Hy vọng là mình có thể hoàn thành nốt những cái nhiệm vụ để kiểu như kết thúc tốt đẹp một chuyến khám phá ha. Bữa nay thì công việc đầu tiên của mình là dọn em rồng về ở chung với mình nè. Hôm nay gửi rồng ở bên chỗ ngôi làng kế nhà. Không biết bây giờ đã có thể cưỡi được chưa nữa. Mình sẽ thử gắn cái yên lên người thử ha. Oh, gắn lên được rồi nè. Gắn lên được là mình có thể cưỡi được rồi. Nè, trên... Được, được đó nha. Lên lên luôn. Chưa. Dẫn rồng ra ngoài cái. Đi ra ngoài cái mà. Rồi luôn, bây giờ gắn hết được rồi. Rồng bự quá dắt hết được rồi. Chưa, để bây giờ mình dời... Giờ rồng ra cái. Mình đập mấy cái đèn lồng này ra. Chặt mấy cái này luôn. Cho nó rộng rộng ra thì mới dời rồng ra được. Thiệt cái tình. Rồi thử lại. Leo lên. Chạy ra. Bay lên. Nice. Cưỡi được rồi. Ủa rồi dời sao xuống. Mình chưa biết cách đáp. Trời, đáp gì ghê chân chết. Ủa, đáp lúc nào ta? Bay lên. Khó cưỡi quá. Để coi lúc nào nút đáp ta. À, đây, có nút đáp rồi. Ui. Cưỡi rồng hơi khó nha. Rồng Ender cưỡi hơi khó đó. Tốc độ thì không có nhanh quá. Đập cánh liên hồi thì mới bay lên được xíu ha. Nói chung thì cũng được đấy ha. Ôm cua cũng hơi khó luôn. Rồng Ender chiến này cưỡi hơi căng rồi. Không giống như những em rồng mà mình từng cưỡi ha. Quẹo. Muốn đáp xuống là đáp từ từ chứ không phải được đáp nhanh nữa. Nó rất là thông thả luôn. Rồi, cho rồng đáp xuống. Mệt mỏi chứ em rồng này ghê á. Chắc mình phải luyện tập cưỡi trong ngày hôm nay thôi. Để hôm nay đi khám phá cho nó tốt nữa. Rồi, và ở nhà thì mình có cái đầu rồng nè. Mình thấy nó cũng có một cái công thức liên quan khá là hay á. Để mình coi mình còn len không. Ô, mình có 2 cục len nè. Mình cần tới 4 cục len lận. Để mình làm thêm 2 cục nữa. Rồi sau đó đi tìm mấy con mực. Không biết khúc sông mình ở nó có mực không nữa. Rồi luôn, khúc sông mình ở nó không có con mực luôn. Nó vắng tanh luôn á, không có bóng dáng một con mực. Để mình đi tìm cái. Mình cần có mực để farm những cái bột nhuộm đen, những cái túi mực á. Rồi luôn, khúc này không có mực rồi. Qua khúc bên đây coi. Không có là mình mắc ra biển á. Rồi chắc phải ra biển rồi. Khúc sông này nó không có con mực nữa. Gấu. Ê. Au. Gấu dí, ui no. Ui. Tránh vô dưa gặp vô dừa rồi. Khúc này không có túi mực rồi. Bông thì không có cái bông nào màu đen hết. Để coi. Dragon. Nè cái này. Nó công thức nè. Dragon Blue. Mình cần những cái len đen. A few moments later. Đây em mực nữa. Rồi xong phim. Chứ này là dư sức rồi đó. Về nhà để làm... công thức coi. Săn mực nãy giờ cuối cùng cũng có được đủ để làm 4 len đen rồi ha. Mình sẽ đặt theo công thức hình chữ T, xong đó đặt cái đầu lên, đầu rồng lên. Đó, mình sẽ được một cái được gọi là Dragon Blue ha. Rồi đặt xuống thử coi. Cái này hình em rồng nè. Giống như là cái hình nộm em rồng vậy á. Nhìn cũng dễ thương quá nhá. Được.
Mình sẽ đem cái này mình trưng bày trong nhà mình cho nó đẹp. Đặt cạnh cái giường ngủ mình đi. Em gồng dễ thương mà. À, đẹp liền, đẹp liền. Có cái rương Ender đặt ở đây. Đấy, cái chỗ ngủ nhìn cũng đỡ hơn rồi đó. Cái chỗ bài lượng ở chỗ này. Rồi, ok, vậy là vừa đẹp luôn. Nãy giờ làm mấy thứ lặt vặt cũng đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chính đó. Mình sẽ gom những cái nước mắt gas mà trước giờ mình có tìm được. Ủa, nước mắt gas mình dục đâu hết rồi? Ủa, sao mấy thứ mình có bây giờ mình lại mất hết trơn? À, đây nè, nước mắt gas nè. Để coi, mình cần có thêm thủy tinh nữa. Thủy tinh hết rồi. Đi đào tiếp thôi. Bây giờ trở lại công việc đào cát nè. Trong lúc chờ đợi nó nấu thì mình cũng nấu được một chút thuốc rồi đó. Giờ thì đang đợi cái mẻ cuối cùng thôi. Mình sẽ bắt đầu làm ra những cái thứ mà mình cần. Đó chính là những cái pha lê kết thúc. Nó sẽ cần thêm một chút ngọc Ender. Rồi bột quy lửa nữa. Đây, để làm mắt của Ender ha. Mắt của Ender. Xong, cuối cùng là pha lê end thôi. Ủa, thiếu hả? 1, 2, 3. À, thiếu thủy tinh. Làm cái cuối cùng, 4 cái. Như vậy thì mình đã có thể hồi sinh được rồng Ender một lần rồi. Và mình muốn đánh rồng Ender thêm một lần nữa. Để mình kiếm thêm những cái vảy rồng. Và sau đó mang về nhà. Nâng cấp thêm một cái set đồ rồng nữa ha. Từ vảy rồng nè. Đã hôm trước nó cho mình có 3 vảy rồng thôi. Cay thiệt sự chứ. Ở trong nhà mình hình như còn một vảy rồng nè. Đó, nên bây giờ mình chỉ cần coi 2 vảy rồng nữa thôi. 2 vảy rồng nữa là mình đã có thể full một cái set đồ vảy rồng rồi. Nên hy vọng là đánh rồng lần này nó sẽ cho mình nhiều vảy một xíu nha. Chỉ mong là vậy thôi đó. Rồi, thuốc men nấu cũng xong rồi nè. Ok. Giờ thì mang thuốc theo và đi thôi. Có thuốc nhìn trong bóng tối là tự tin lắm. Quên. Coi rồng mình đâu rồi. Ê. Ui trời, rồng mình đằng kia kìa. Đi ngủ. Đi qua thế giới kết thúc á thì không có dẫn theo rồng mình được. Tại vì trong đây không có cái gì mà giúp nhét rồng vô trong cho gọn hơn rồi mình xách đi theo được hết á. Mà rồng thì to không có nhảy vô cánh cổng kết thúc được nên chắc tạm thời để rồng ngắm sông ngắm suối bữa đi ha. Ở nhà đi một xíu về nhà đi khám phá riêng với mình sao. Giờ thì mình sẽ một mình đi qua kết thúc để quýnh rồng tiếp. Rồi giờ thì bay lên trên để triệu hồi rồng thêm một lần nữa thôi nè. Đáp xuống. Ủa mà khoan, cái này hơi lạ. Ủa cái này đặt ở chỗ nào để hồi sinh rồng ta? Ui vô chú. Người Ender. Con này nữa. Qua đây là cà khịa. Cứ cà khịa mình thôi. Giận thiệt á. Không muốn cà khịa mà cứ cà khịa hả? Mình sẽ thử đặt ở 4 góc này trước ha. Góc này. Ồ, và sau khi mình đặt xong á thì nó sẽ xây chồng lên cái chỗ cũ ha, một cái chỗ mới để tiến hành nghi thức hồi sinh những cái pha lê phía trên kìa. Ồ, căng đét. Và rồng Ender sắp được hồi sinh lại rồi. Đó kìa. Rồng Ender đã tấn công mình. Và lần này mình đã có cánh cứng rồi nên cái việc mà mình bay lên bắn những cái pha lê nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ha. Mình sẽ bay vô giữa này để hít kinh nghiệm tiếp ha. Để coi rồng rớt đồ ở đâu. Ê, không rớt ra vảy là buồn lắm nha. Ồ, lần này có một vảy rồng thôi. Ok. Mình cần 2 vảy rồng để làm full set đồ. Nhưng mà cho mình đúng một vảy à. Keo kiệt bụng xỉn. Chắc phải về nhà để làm thêm rồi. Buồn thiệt chứ. Cái cuối nha, làm cái nữa thôi. Chứ không thôi một hồi cái này nó chồng tiết lên trời là không biết sao luôn á. Rồi, 1 2 3 4 Đó, nó tiếp tục.
nó tiếp tục nghi thức triệu hồi rồng rồi đó. Ê, bây giờ mình chơi mình hớt tay trên luôn, mình đứng trên đây mình đợi sẵn. Một xíu là mình bắn thôi á. Đó, mình nhìn đây thôi. Ồ, đứng đây ngắm xuống dưới nhìn cũng đẹp quá chứ. Được á. Rồi, trong lúc chờ đợi thì ăn trái táo vàng ha. Rồi, ở đây nữa. Ở đây mình sẽ có cái tầm nhìn cao bao quát được luôn á. Ô, nó tấn công anh ơi. Eo nó. Khốn kiếp vậy. Bắn hả? Nó bắn mình thì mình bắn hết pha lê của nó luôn. Còn phần nữa số pha lê thôi. Đây một cái, đằng kia một cái, đằng này một cái, trên đó một cái, và đằng kia một cái nữa. Cái cuối cùng quét sạch. Đúng nhanh luôn. Wow. Công nhận sau khi có cánh cứng thì đánh rộng nó cũng nhanh hơn đáng kể ha. Bay lên trên là bắn dễ hơn liền. Rồi bắn rộng tiếp. Lần này thì mình sẽ bắn cho nó yếu rồi sau đó cận chiến ha. Để coi khi cận chiến thì nó có rơi ra nhiều vảy rồng hơn hay không. Rồi cho rồng yếu thật là yếu đi. Rồi mình đã kết thúc được rồng bằng cây kiếm rồi. Để coi có rớt nhiều vảy hơn hay không nha. Hử? Ủa? Ôi lần này không có vảy luôn. À có nè. Ê lần này có hai vảy. Như vậy là khi mình dùng kiếm thì mình đánh nó sẽ rơi nhiều vảy hơn á. Tại vì kiếm mình có dòng nhạc. Ra là vậy. Ok. Và mục tiêu của mình cũng đã xong rồi. Về thôi. Ủa cái nhà mình đâu? À nhà mình bên đây. Nhiệm vụ thành công em rồng ơi. Hôm nay mình sẽ mặc set đồ giống hệt em rồng luôn ha. Cái màu y gan em rồng mình luôn. Mà quên. Để mình nấu mấy cái. Ủa mình đổi chứ. Mình đổi mấy cái. Cái vảy của con qua thoát lại thành những cái bụng netherite trước rồi đó. Mấy con ở dưới địa ngục á. Ủa dưới kết thúc á. Mình làm những cái foil ha. Mình gom cũng được vài foil á. Rồi. Thịt của nó thì nấu lên ăn cũng được. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy một cái áo giáp kim cương bất kỳ. À, mình có áo giáp kim cương nào. Đây áo. Ủa mình có áo rồi, quên. Mình kiếm cái quần. Thôi mình làm quần mới đi. Ui giời ơi, giờ mình đại gia kim cương mà. Mấy cái này nhầm nhò gì? Quần. Không. Nón. Ổn. Rồi dục vô bàn ghen. Đấy. Nón nè. Quần nè. Ổn nè. Nâng lên đồ gồng luôn nè. Nón gồng nè. 7 giáp. Quần rồng nè. 9 giáp. Ổn rồng. 7 giáp luôn. Xong một cái thử thách luôn. Thử thách này tên là mình full một cái set đồ rồng á. Và thử thách này đã được hoàn thành. Mặc dù cái cười. Ôi giời ơi coi kìa. Phần đầu mình có hai cái sừng của rồng luôn nha. Quá là ngầu đó chứ. Ngầu đét luôn. Xịn tiệt. Và nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều nếu như mình cường hóa cho nó những dòng tốt nhất ha. Sờ biết. Đây, cấp độ cao nhất luôn. Và giờ tới cái dòng sửa chữa là lúc nào cũng tốn rất là nhiều điểm kinh nghiệm ha. Để coi mình tách hết mấy cái này được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Rồi, bây giờ mình có 4.700 điểm kinh nghiệm rồi. Mình ép thử coi đủ chưa nha. Ồ, đủ. Nó có 4.200 nè, sửa chữa tốn có 4.200 điểm thôi. Rồi, như vậy thì xong rồi. Nguyên cái set đồ mình đều đã có dòng sửa chữa và bảo vệ 4 rồi ha. Là những dòng hữu ích nhất. Còn set đồ bằng Aternium thì chắc mình sẽ tạm thời mình cất vô đây. Mình treo lên ha. Đây cũng là một trong những set đồ mạnh nhì game rồi đó. Mạnh thua set đồ rồng thôi. Ủa hình như mình chưa có cái áo hả ta? Aternium, cái áo. À, mình chưa có cái áo để mình làm nốt cái áo thôi đó. Aternium mình còn không vậy? Ôi cha nhẽ mình hết Aternium rồi. Hình như vậy, để mình làm thêm một xíu coi. Có đủ không?
Athenium Phonadrite. À, nấu ra cái. Để mình nấu ra mình làm cho full set đồ mình treo lên luôn ha, cho nó đẹp. Ok, Phonadrite đây. Cho vô lò nung. Vậy. Đó, nó bắt đầu nó nấu thành cái phôi Athenium rồi đó. Rồi một xíu mình sẽ đập ra thành cái Blade này. Rồi từ Blade thì mình mới làm ra được cái áo ha. Nó cũng mất khá là nhiều công đoạn đó chứ. Và cái áo thì lần trước mình đã có rồi. Giờ thì mình còn thiếu cái Blade thôi. Nè, con nè. Rồi đó, giờ cho ngươi đánh ra luôn đó. Ngươi thích ngươi đánh đi. Đó, cho ngươi đánh thoải mái luôn á. Đó, mình không cần quýnh nó đâu. Nó tự đánh nên hồi tự xỉu ha. Đấy, 2022 mình đâu cần phải động thủ với nó. Đấy chứ chưa. Người có xích đồ mới là gáy khét liền. Ui giời ơi, thôi đi ngủ. Không gáy nữa. Đi ngủ đi, ngồi Ripper lại nổ banh nhà bây giờ á. Không biết cái nhà mình kiểu gì mà lâu lâu có Ripper xuất hiện ngoài à. Rồi, nó đã nấu xong cái Athenium này. Mình sẽ đập nó ra ha. Cho vô cái đe. Cho cái này vô, cho cái này vô. Ủa đúng không vậy? Ôi lộn đe, cho vô đe này mới đúng. Đây mình sẽ làm cái pallet này ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ ghép lại cái áo, cái này là được cái áo Athenium rồi. Tên tên. Xong cái set đồ mạnh gì game rồi đó nha. Treo lên là nhìn rất là đẹp rồi ha. Rồi giờ thì chắc mình hay là mình nâng lên cung rồng luôn nhờ. Hình như nó có Dragon Bow. Nó có cung rồng. Ái chà chà. Chẳng lẽ giờ cầm kiếm rồng mà không làm nổi cái cung rồng sao? Vì người ta quánh giá chết. Làm luôn cái cung rồng cho nó đủ bộ. Đây rồi. Cung vảy rồng. Cung rồng luôn. Rồi, cung rồng thì bắt buộc là phải ép những dòng xịn nhất nha. Sức mạnh cấp độ cao nhất. Vô hạn luôn. Rồi, thiếu kinh nghiệm luôn. Để mình tách dòng enchant tiếp. Bây giờ vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Ủa, còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Giờ đủ chưa? Mình có 2000 điểm kinh nghiệm rồi. À, chắc đủ rồi đó. Sức mạnh nè, vô hạn nè. Đó. Tiếp theo. Ngoài ra thì nó còn có dòng withdraw nữa. Withdraw thì tốn tới 3000 điểm lận hả? Trời. Tốn hơi bị bộn á nha. Để mình cất đồ vô trong bớt rồi đó. Quá trời nó vừa bộn mà. Mình sẽ lấy mấy cái món đồ cường hóa khác. Ủa cái này có speed 3 luôn nè. Tách chắc được nhiều kinh nghiệm lắm. Dưới này có cái nào có sửa chữa không? Sửa chữa mình tách là được tương đối nhiều luôn á. Đó. Rồi tách tiếp đi. Dập vô. Hiệu suất nè. Quen mining nè. Gia tài nè. Đủ chưa? 2600 à. Còn thiếu một xíu nữa. Tới 3000 mới đủ ép cái dòng withdraw. Còn cái ổng. Đúng rồi, còn cái ổng nè. Rồi đây rồi. Cây ổng. Ủa gì? Cây cung withdraw của mình đã có thể ép xong rồi. Ủa sao mình ép? Ô, mình bắn nó cũng không nhanh bằng cây cung netherite nha. Mình cảm giác dương lên nó không nhanh bằng cung netherite. Ô, một cái không chết nổi con này luôn. Cung rồng nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà có vẻ là nó không bằng cung netherite rồi. Cung netherite mình dương đúng nhanh luôn á. Đây mình sẽ lấy ra dương lại nè. Đó. Vậy là xong rồi nè. Xong. Bắn được à. Còn cung rồng á, dương lên đợi tầm 1 giây nữa mới bắn được. Xét về độ đẹp thì cung rồng là đẹp hơn rồi đó. Nhưng mà khả năng hữu dụng thì không bằng cung netherite á. Đó cũng là một cái nhược điểm. Thôi kệ đi. Cái món đồ nào mà chả có nhược điểm đúng không. Rồi giờ thì không liên tha lương thiên nữa. Cứ rồng đi khám phá thôi. Hôm nay mặc full set đồ rồng là phải cưa rồng nha. Mấy tông xẹp tông được. Đi em ơi. Ăn không? Ủa gì đây? Hết hồn tưởng đầu rồng mình để trứng chứ. Cái này cái trứng vịt. Tưởng đâu mới đi không. Mới đi đánh boss con xíu thôi à. Mà rồng ở nhà đẻ rồi chứ. Có một sự hoang mang không hề nhẹ luôn á.
Wow 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 wow. Ở chỗ này mình thấy có cái nhà gì nè. Ui cái nhà này đẹp lắm. Wow, cái cách xây nhà nó nhìn đúng đẹp luôn. Đáp xuống em Trọng ơi. Ui, coi coi nhà này là nhà gì nha. Ủa có nào đây là nhà phong cách Nhật Bản không? Không có người ở nhà. Ủa cái này giống cái quán nước ha. Nhìn kỹ giống quán nước thiệt. Này là ghế ngồi nè. Cái này là quầy làm nước nè. Có nến nữa. Ồ nhưng mà chỗ này bị bỏ hoang tiếc vậy. Có đồng hồ nữa. Ui, được thật sự. Được đó nha. Mình sẽ tiếp nhận cái cách xây dựng này. Để trong tương lai nhỡ mình có xây nhà hay xây quán nước thì mình sẽ xây giống như vậy ha. Nhìn đơn giản nhưng mà khá là đẹp luôn. Mình thích những cái dạng xây đơn giản như vậy. Và đó cũng chỉ là một công trình để mình tham quan thôi. Chứ không có có gì nguy hiểm quá ha. Nên đành phải đi tiếp thôi. Mới cửa rộng thôi mà bắt đầu gặp được công trình này đó. Tay khoái khoái rồi đấy. Ui nhưng mà tính ra gồng cũng bay tương đối nhanh đó nha. Lúc đầu thì bay hơi chậm nhưng mà bay được một lúc thì sẽ đạt tốc độ tối đa rất là nhanh á. Hồi nãy nó có mấy lần nó lót map không kịp luôn mà. Oh. Mình mới mò ra cái nút giúp rồng có thể tấn công được. Rồi xong luôn. Xong viên mấy con này luôn. Tấn công em ơi. Đúng rồi. Giờ ai xài bật lửa nữa. Bây giờ là nhờ rồng phun lửa thôi. Úi giời ơi. Kìa nó cháy kìa, nó cháy kìa. Mình sẽ thủ tiêu luôn con tàu này. Phun đi em rồng. Phun lửa đi. Đúng rồi. Không hiểu sao mình nhìn thấy con tàu có bọn chúng cháy mà mình vui quá à. Vậy có ác quá không ta. Mà chắc không sao đâu, bọn chúng xứng đáng mà. Quân cướp bóc. Quân cướp bóc là xứng đáng bị vậy ha. Ồ, và bên đây còn có con tàu gì nữa đây. À, hình như con tàu này là con tàu có kho báu nè. Đợi mình xíu, mình xuống dưới mình lượm kho báu rồi đã. Bỏ kho báu uổng lắm. Đi, xuống dưới. Một mình xuống dưới, cần hết bọn chúng luôn. Trước mắt là đập, đập làm spawn trước. Uống thuốc vô. Đập hết làm spawn luôn. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây. Lấy cung rồng bắn nó luôn. Khúc này còn lòng spawn không? Hết rồi. Khúc này thì còn. Đáp. Cung rồng cũng cũng mạnh lắm đó. Đừng tưởng bỡ nha. Xong. Kho báu thì nó sẽ nằm ở cái tầng thấp nhất của con tàu á. Nè 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 nè. Kinh nghiệm lần trước khám phá nhớ liền. Lượm thôi. Lượm kho báu, lượm kho báu. Ấy, kho báu của cướp biển. Mình cướp từ kho, từ bọn cướp luôn. Chị nó mới ép. Đấy. Cướp từ bọn cướp biển luôn ha. Xác các thứ nè, lượm sạch. Ờ, cái Zed Staff này á, là mình có thể tạo ra được tia sấm sét á. Cũng khá là hay. Rồi đây có những con mắt ma thì mình có thể dùng cung để bắn cho mau chết á. Đấy. Ui dạ, ui dạ. Nó cũng mạnh lắm á. Rồi xong phim. Giờ chuẩn bị tới căn phòng xịn nhất rồi. Đây. Căn phòng này là chứa những khối kim cương các thứ á. Đóng cửa lại không cho nó vô. Ồ có đèn. Đèn cày nữa nè. Lục lam, đèn cày lục lam ha. Sát. Táo vàng. Ồ và nó còn có một cái cây harvest staff nữa nè. Cái này thì mình có thể thu nhặt kiểu như những cái nông sản để kiếm kinh nghiệm hay sao á. Harvest staff. Cái này mình có thể đeo vô được không? Back slot. À tức là mình có thể đeo được. À mình có thể đeo sau lưng thay cho cái ba lô được ha. Đinh ba thì không bằng lấy đâu. Mình có rồi. Ok vậy là xong rồi đó. Kho báu nó cũng chỉ được một tí đó thôi à. Nhưng mà nếu đây là giai đoạn đầu thì cái này rất là quý đối với mình á. Tại vì bây giờ mình cũng tương đối giàu có rồi. Hơi giàu một xíu à. Nên mấy cái này nó cũng ở mức bình thường thôi. Và con tàu này ở phía trên thì nó không có cướp biển á. Nên
chắc mình cũng sẽ không có đốt đâu. Phải có cướp biển thì đốt cho bọn chúng lọt xuống biển. Còn lần này không có thì mình sẽ để yên con tàu này đi ha. Chỉ đốt nhiều quá nghiệp quật á. Làm chuyện ác nhiều quá nghiệp quật thiệt á chứ. Rồi, đi tiếp thôi. Hay chưa? Tới hồi, cái lúc mà mình tìm được những cái tòa tháp của con Lít rồi, bây giờ mình gặp quá trời luôn nè. Kiểu như lúc nào mình qua vùng băng mình cũng gặp một cái tòa tháp Lít như vậy đó. Đúng là tới hồi thiệt chứ. Nữa nè. Sợ thiệt. Hai cái kế bên luôn. Ừ, mà ví dụ mình cửa rồng mình bắn cung thì sao ta? Mình chưa thử trò này. Ôi khó bắn lắm. Mình nhắm cho nó bị không chuẩn được á. Ui, cái gì nè? Trời ơi, tự nhiên có cái tàu nó tự cháy nè. Ngộ ha, tự nhiên nó tự cháy nè. Cái mình giả bộ mình đi ngang kêu gồng phun nhẹ cái nữa. Đó. Mình góp thêm tí lửa vô ha. Đấy, nó cháy ít quá, mình góp thêm tí lửa cho nó cháy nhiều hơn xíu á mà. Lâu chứ ta, từ bữa mình đi ngang tới giờ mà nó chưa cháy xong nữa. Hây, tàu cháy lâu thiệt á chứ. Nhìn phát là biết chủ nhân của cái ngọn lửa đó là ai luôn mà. Mình không nói đâu, chắc mấy bạn không biết đâu, dễ gì biết được. Ui giời ơi. Ô nữa nè. Cái này chưa cháy xong nữa ta. Đây, cháy lâu quá thì để rồng giúp nghe. Rồng Ender, phun lửa đi em. Ui phun một bài. Đó, góp thêm tí lửa vô. Góp thêm miếng nữa đi. Đó. Kiểu như mình đi tới đâu là gieo dắt sự ha. Bốc cháy tới đó. Nguy hiểm thiệt. Ở đây thì mới phát hiện có một cái ngôi làng rất là giống ngôi làng gần nhà mình luôn nè. Iran nó luôn á. Giống hệt luôn. Nhưng mà có điều ở đây cái vùng này thì nó khá là nhiều cây hơn so với chỗ ở của mình ha. Và cạnh đây còn có một ngôi làng khác nữa nè. U là trời. Gì mà nhiều làng kế bên nhau vậy. Quá trời quá đất làng luôn. Đó vậy còn có con thuyền nữa. Hơi, gặp cái con thuyền mình này lại ngứa nghề tiếp à. Con thuyền này còn có cướp nữa chứ. Mình phải tiêu diệt thôi chứ không thôi là ít bữa nó lại chỗ của mấy bé dân làng á. Có nó cướp thì tội mấy bé dân làng. Đó nên bây giờ mình sẽ tấn công bọn chúng trước ha. Để cho bọn chúng không có cơ hội mà quay lại cướp làng luôn. Rồi em gồng ra tay đi. Ra tay đi em gồng. Đúng rồi. Cháy lên đi. Ui no. Ui lửa nó bén qua tới cánh rừng rồi. Ui lỗi kỹ thuật. Thôi. Không thôi, một hồi mấy bé dân làng qua đây thấy phát này lại. Mình lại mang tiếng đốt rừng nữa. Không được. Chuôn. Lỗi kỹ thuật. À mà quên nữa, hình như mình vẫn còn một con boss vẫn chưa đánh được. Con boss này thì cần đến những cái đầu xương đen. Hay chà chà. Hay là bây giờ sẵn đây mình sẽ test sức mạnh của cái set giáp rồng này. Coi khi đánh với cái con boss xương đen này sẽ như thế nào ha. Coi nó quýnh mình có si nhê hay không. Ừ mà bây giờ đánh ở đâu mới là một chuyện nè. Vòng vòng đây đâu có cái hang nào đâu. Cái này không phải cái hang nữa. Ê, hay là đánh trong này. Được. Trong này có chỗ nè. Hợp lý. Rồi, xơi con boss ở dưới này thôi. Để mình đào ra cho nó rộng xíu. Rộng thì mới dễ dàng xử nó được. Đó. Vậy là đủ rộng rồi. Xong. Mình sẽ đặt nó ở ngay đây ha. Chiến này con boss xác định với mình. 1, 2, 3, 4. Rồi 3 cái đầu vô. Xong luôn. Mình sẽ đứng gần nhất có thể nha. Để coi. Mình không ăn táo luôn. Coi nó nổ phát coi bao nhiêu máu của mình. Thường thường con này nổ được rất là hấm á.
Ui da, mất hai trái tim của mình. Mình sẽ không ăn vô luôn nha. Không ăn gì hết. Để coi quýnh được nó hay không. Vô. Ui căng nha, căng nha. Ui nó cứ trông vùi như mình vậy thì hơi toán rồi. Xuống đây. Ui căng. Không biết quấn lại không đây. Một hít nữa. Khi mà không ăn táo vàng để trợ thêm sức mạnh á, thì mình vẫn có thể đánh bại được con boss Wither nha. Ui, nhưng mà ấy xét độ mình không hư luôn. Wow. Cũng được. Chắc là kinh nghiệm từ con boss rơi ra đã sửa lại hết rồi. Nói chung thì xét đồ này đủ mạnh để mình có thể cân được con boss Wither nếu như mà mình không ăn táo vàng ha. Đánh giá của mình thì xét đồ này tương đối mạnh đó chứ. Được. Không uổng công. Mình chế tạo ra nó. Tốn kém lắm luôn á. Thì nó cũng được một xét đồ rất là ưng ý ha. Và cái sao này đời từ con Wither mình có thể làm được những gì? Đầu tiên là một két. Một cái gọi là pocket wormhole. Cái này nhìn lại vậy ta. Còn gì nữa không? Beacon. Ba lô. Chắc bây giờ mình sẽ về nhà mình chế tạo thử cái này ha. Cái pocket wormhole nè. Coi nó là cái gì. Cái này thì hình như có thể chế tạo được á. Đồ của mình vừa đủ để làm nó hay sao á. Còn mình làm thử ha. Đây. Vô nhà. Và nó sẽ cần phải có những thứ như là Abyss Watcher, đá lửa, ngọc Ender. Được, cái này thì dễ rồi. Ra đây lấy một cục đá lửa thôi. Đây. Ủa, hai cục chứ. Hai cục mới đủ. Rồi xong, bay về nhà. Cần có thêm bột quy lửa nữa. Đây, giờ thì hầu như là đủ đồ để làm rồi. Sẽ làm luôn ha. Pocket wormhole. Ui, nó là cái gì á? Mình có thể search ra những cái gì nè. À, biết rồi, cái này nó liên quan đến những cái cục waystone. Chính xác, để mình kiếm cái làng này có cục waystone không. Thường thường thì mỗi ngôi làng sẽ có một cái cục waystone á. Và ngôi làng của mình thì... Cục waystone đâu rồi? What? Ủa, không lẽ cái làng mình không có cục waystone hả? Vô lý vậy? Giờ mình mới phát hiện là làng mình không có cục waystone. Oh no. Đại khái khi mà ở đây có cục waystone đúng không? Là mình có thể mở cái này lên để mình dịch chuyển tới nó ha. Nó hay ở chỗ đó đó. Cái này cũng được phết. Đây. Tức thì luôn. Và mỗi lần như vậy thì mình tốn một kinh nghiệm ha. Cũng được, nếu mà di chuyển từ một khoảng cách xa tới một nơi này á mà tốn một kinh nghiệm thì vô cùng rẻ luôn ha. Đây thì ra công dụng chính của cái pocket wormhole là vậy ha. Nó có thể nhớ được rất là nhiều chỗ khác nhau luôn. Được. Và chiến khám phá nào thì rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi. Và chiến khám phá này có vẻ kết thúc hơi sớm ha. Tại vì những cái con boss mạnh nhất trong đây thì mình đều đã đánh bại hết trơn rồi. Trong đó thì mình sẽ ấn tượng nhất đối với cái con boss tên là cái găng tay địa ngục á. Con boss đó thì cũng là con boss đầu tiên mà mình đương đầu luôn. Nó rất là mạnh ha. Mình nghĩ nếu mà con boss đó mà gặp được mình trong giai đoạn hiện tại thì chắc mình sẽ bán hành cho nó, chứ không phải là nó bán hành cho mình đâu. Và cái set đồ mạnh nhất game là set đồ rồng thì mình cũng đã hoàn thành chế tạo luôn rồi. Và chắc bây giờ mình không mặc nữa mà mình sẽ treo nó lên ha. Treo nó lên. Đây. Để cho đủ bộ sưu tập của mình. Đó, rất là đẹp luôn. Và người bạn mà mình có được ở... Úi, rồng đâu rồi? Ôi. Ui dồi ôi, rồng ơi là rồng. Rồng là trâu dưới này à. Đó chính là một cái em rồng Ender ha.
Em rồng này thì tấn công thì không có mạnh lắm, được cái là phun lửa giúp mình đỡ phải dùng cái bật lửa để thủ tiêu những cái công trình mà mình cho là nguy hiểm thôi. Mong rằng trong tương lai mình sẽ sớm có những chuyến khám phá kiểu như là thú vị hơn và gặp được nhiều boss dữ hơn để có thể tiếp tục chiến đấu ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình trong vùng đất thánh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.